sự sai biệt giữa giáo pháp của phật với đại thừa thiền tịnh mật và bà la môn hỏi kính thưa thầy sự sai biệt giữa bà la môn giáo và phật giáo như thế nào đáp giữa bà la môn giáo và phật giáo có rất nhiều sự sai khác mà ít người để ý đến như một phật giáo bình đẳng không chấp nhận giai cấp nên giai cấp nào đến với phật giáo đều được hướng dẫn tu tập như nhau và đều được chứng quả A-la-hán không khác nhau. Trong xã hội Phật giáo không có giai cấp nào cả, chỉ toàn là những người giới luật nghiêm chỉnh gọi là hiền giả. Đó là những bậc chưa chứng quả A-la-hán, còn những bậc vô lậu chứng quả A-la-hán gọi là thánh giả, còn gọi là trưởng lão. Ông ca chiên Diên là người sinh ra trong giai cấp cùng đinh, được Phật tiếp độ tu tập chứng quả A-la-hán đó là đã phá giai cấp trong xã hội lúc bấy giờ cho giới nữ xuất gia chứng quả thánh a la hán đó cũng là đập phá tư tưởng trọng nam khinh nữ của xã hội lúc bấy giờ bà la môn chấp nhận bốn giai cấp trong xã hội cho giai cấp mình là trên hết chấp nhận với tinh thần trọng nam khinh nữ của xã hội đó là sự khác biệt giữa phật giáo và bà la môn giáo hai phật giáo không chấp nhận có thế giới siêu hình Thế giới siêu hình chẳng qua chỉ là hình bóng của thế giới hữu hình của con người mà thôi. Cái nhìn của Phật giáo thiết thực cụ thể hơn, nên khẳng định thế giới siêu hình là thế giới của tưởng tri, chứ không phải là thế giới của liễu tri. Bà La Môn chấp nhận có thế giới siêu hình, nên không giống đạo Phật, phi thế giới siêu hình, nên đạo Phật thực tế hơn. 3. Đạo Phật không chấp nhận tụng niệm Bà La Môn chấp nhận tụng niệm, Đức Phật dạy này bà La Môn, một người tụng niệm chú thuật giỏi mà phạm giới, còn tham lam, trộm cắp, còn giọng ngữ tà dâm, thì người ấy có xứng đáng là bà La Môn không? Xin các bạn trả lời. Một người không tụng niệm, không vi phạm giới luật, không giết hại, trộm cắp, tà dâm, giọng ngữ, thì người ấy là người có xứng đáng là bà La Môn không? Do sự so sánh này giữa tụng niệm và không tụng niệm, giữa trì giới và không trì giới mà chúng ta biết rất rõ Đức Phật không chấp nhận tụng niệm. Thế mà đạo Phật bây giờ đi ngược lại đạo Phật ngày xưa. Đạo Phật ngày xưa có tiến bộ hơn đạo Phật bây giờ, còn đạo Phật bây giờ lùi lại hơn cả những thế kỷ lạc hậu ngày xưa. Như vậy, đạo Phật có sự sai khác với đạo Bà La Môn. Nhưng hiện nay, các chùa tuy mang danh là Phật giáo mà thực sự là chùa Bà La Môn, vì tứ thời tụng niệm A tiếng chuông tiếng mõ vang rền còn chùa phật giáo không tụng niệm chỉ ngày đêm chuyên cần tu tập ngăn ác diệt ác pháp đó mới chính là sự công phu tu tập của phật giáo đó là sự sai khác giữa bà la môn và phật giáo bốn bà la môn chấp nhận có tướng tốt mới thành một bà la môn còn phật giáo thì không chấp nhận tướng tốt nên đức phật dạy người có tướng tốt mà còn tham lam trộm cướp tà dâm vọng ngữ còn ăn uống phi thời, còn cất giữ tiền bạc thì chưa thành một bà la môn. Kinh sách phát triển thường ca ngợi 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật, nhưng Đức Phật không chấp nhận mà bài bác tướng tốt của bà la môn, như vậy các bạn nghĩ sao? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp có phải là của Phật giáo không? Đó là sự khác biệt giữa bà la môn và Phật giáo. Năm, Phật giáo nương vào tự lực của mình Bà La Môn Giáo nương vào tha lực của thần quyền Có rất nhiều kinh sách tự nhận là của Đạo Phật Như Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn, Kinh Quy Ngương Kinh Vô Lượng Quang, Kinh Di Đà Nhưng lại dạy nương tựa vào tha lực Giống kinh sách Bà La Môn Giáo 6. Phật Giáo không khổ hạnh Chỉ tu tập xã tâm Bà La Môn khổ hạnh như đứng một chân Ngồi kiết già nhiều giờ Khiến cho thân mỏi mệt và đau nhức ăn quá ít, mùa đông nằm trong nước lạnh, làm cho thân chịu nhiều khổ đau. Phật giáo không làm khổ mình như vậy. Những pháp môn của Phật giáo thường tu tập pháp xả tâm, sống một đời sống thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là sự sai khác giữa Phật giáo và bà la môn giáo. 7. Thiền Phật giáo tu tập chế ngự và xả tâm, nên có bảy năng lực giác chi xuất hiện, giúp cho hành giả nhập các định và thực hiện tam minh. Ngược lại, thiền bà la môn tu tập ức chế, không xả tâm, không ly dục, ly ác pháp, nên rơi vào thiền định tưởng. Đó là sự sai khác giữa đạo Phật và bà la môn. 8. Bà la môn chấp có đấng giáo chủ, Phật giáo không chấp có đấng giáo chủ. Người ta tôn xưng Đức Phật lên làm đấng giáo chủ, nhưng Đức Phật chỉ xem mình là một sa môn, sống đúng phạm hạnh, chứ không phải như những bà la môn phạm giới, phá giới, bẻ dụng giới, chuyên cúng tế cầu siêu cầu an nhân dân xin quý vị nên đọc lại kinh pháp cú sẽ thấy đức phật xác định bà la môn đúng là bà la môn sai rồi suy ngẫm ra mới thấy đạo phật được mọi người suy tôn thành đạo phật chứ không phải tự đức phật thành lập ra đạo phật như các tôn giáo khác đức phật khi tu xong ngài chỉ mong đem giáo pháp chân thiện mỹ của mình làm lợi ích cho mọi người khiến cho mọi người sống biết thương nhau đem lại hạnh phúc cho nhau không còn làm khổ mình khổ người nữa, đấy là ước nguyện của Phật cũng đủ lắm rồi. chứ ngài đâu có nghĩ rằng ngày nay Phật giáo một tôn giáo thực sự như vậy, một tôn giáo ngoài sự ước muốn của Đức Phật. những điều chúng tôi nói trên đây là một sự thật. hãy nghe lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập niết bàn. sau khi ta nhập diệt, các thầy tỳ kheo hãy lấy giới luật và giáo pháp của ta làm thầy. Lời dạy này rõ ràng đạo Phật không phải là một tôn giáo Mà là một môn học về đạo đức nhân bản nhân quả Có phương pháp học tập và rèn luyện hẳn ngoi Như vậy, đạo Phật và đạo Bà La Môn không giống nhau Khác xa mọi mặt chính Bà La Môn với Phật giáo khác nhau một trời một vực Bà La Môn xây dựng có tiểu ngã và đại ngã Đại ngã là bản thể của dạng hữu dí như nước biển Tiểu ngã là thể tánh của mỗi sinh vật ví như giọt nước. Khi một chúng sinh chết thì thể tánh ấy giống như giọt nước rơi vào biển cả thì chỉ còn là một khối nước. Ngược lại, Phật giáo cho thế giới hữu sắc và vô sắc đều là thế giới tưởng, không có một vật gì thường hằng, vĩnh viễn, luôn luôn vô thường thay đổi từng sát na. Dạng vật sinh ra trong vũ trụ do các duyên hợp thành nên khi tan hoại thì không còn một vật gì tồn tại thân tâm con người đã là không thật thì không có một vật gì một thế giới vô hình ảo ảnh nào là chân thật cả vì thế đạo phật là đạo vô ngã chứ không hữu ngã mà cũng không phải vô ngã theo kiểu đại thừa và thiền tông vô ngã mà còn có phật tánh còn có cõi niết bàn cực lạc tây phương vô ngã mà còn có ngọc hoàng thượng đế vô ngã thì không có đại ngã và tiểu ngã vân vân đó là những sự thật khác biệt giữa phật giáo và